Em xin chào toàn thể mọi người yêu Phong Lan trên toàn quốc ạ. Em là Duy Vũ ạ. Và phiên ngày hôm nay thì em có được một lô giả hạc của vùng Lâm Đồng nhé mọi người. Ở đây thì không biết chính xác được nó là thuộc cái vùng nào. Vì đây là cái lô hàng bốc dân, bốc từ vườn nhà người dân và được một anh chia sẻ lại. Nói chung là mình ôm lô với họ thôi. Thì ở đây em được là 10 lô. Thì trong nhà dân thì họ có thể là trồng nhiều vùng này vùng kia. Và về thấy cái cây nào đẹp ngon thì chúng thì bốc cả vườn về. Thì ở đây em được 10 lô và có cả lô có cả kỳ với lại kiến nữa và có những cái dề lớn luôn. Giờ bảo xác nhận chính xác, xác định chính xác được là cây nào vùng nào thì không thể nhé mọi người. Mặc dù nó giống đấy, có thể là nó giống ma bó hoặc là thất bay tùy vùng nhưng mà em sẽ là không không có xác nhận được vì mình không biết chính xác 100% nên là mình sẽ không không gán cái mác lung tung cho nó. Rồi ở đây em được 10 lô và bây giờ em xin được phép vào quay chi tiết cái lô hàng ngày hôm nay cho mọi người. Về thân lá thì nó rất là chuẩn của vùng Lâm Đồng rồi. Đầu tiên là lô số 1, lô số 1 và lô số 2. Thì ở đây là nó có những cái kỳ và cả kiến luôn mọi người. Thì người ta họ trồng, họ cắt cái thân già họ bỏ xuống chậu á là nó mọc lên cây nên là cái mặt hoa nó cũng là xổ số luôn không biết. Thì ở đây mấy cái cây này là em cũng tách từ trong lô ra và để cái giá nó cũng rẻ thôi, cây vùng hàng Lâm Đồng thì xổ số thì nó sẽ là rơi vào 50 đến 80k cho hai cái cây này. Thì cái đây là nó còn ở trong chậu á nên thành ra mình em để là giá rẻ cho mọi người sưu tầm được. Chứ mình mua những cái cây mà nó chuẩn nó chính xác ví dụ ma bó hay thất bại xổ số thì gần như là giá nó cũng phải là vài trăm. Cây số 1 này giá là 50.000. Cây số 2 này giá là 80.000 nha. Cây này thì nó dài chắc là tầm 3 cm, còn cây này là 6 cm. Và bây giờ em qua lô số 3 là 450. Cái đây thì có thể là từ kiến hoặc là từ cây lên. Thì cái mà cái thân già năm ngoái của nó thì nó không không thấy đâu. Có thể là người ta họ tách, có thể là họ tách như những cái thân này chẳng hạn, họ bứt những cái thân già ra đi xong họ đặt vào cái chậu và nó nảy lên cái mầm như thế này. Đó thì lô số 3 là 450 này đó mọi người, nhìn cái bảng lá của nó này, hàng thì rất là chuẩn của vùng Lâm Đồng rồi nha. Thì cái đây là được bốc từ cái chỗ cái khu vực là giữa Lâm Đồng và Bình Thuận nhé. Tại đố nó sọc rất là đẹp. Đấy. Nói chung là hàng đẹp em chia sẻ là hết chứ gần như em cũng không có trồng hết được cái đống này. Nói chung em chỉ giữ là mấy con kiến nhỏ nhỏ thôi. Đấy mọi người nhìn này, nó rất là đã này. Cái giá thể thì đa số là ở đây người ta họ trồng nó vùi gốc hết luôn. Họ trồng vùi gốc nó rất là sâu. Nên thành ra là giờ em phải tách ra chứ em không có giữ nguyên chậu. Lô số 4 này giá là 450k. K đây thì nó xuống lá rồi, cái bảng lá đầu lá thì nó khá tròn nó không có nhọn. Đó, K đây xuống lá dần dần rồi. Cái đây thì có mọc từ kiến lên thì phải. Ở đây là cái thân già của năm rất là xa xưa rồi. Nó mục nát hết rồi này. Cái đây họ trồng họ vùi gốc nó rất là sâu. Lưu ý luôn là mọi người về mọi người nên xử lý những cái giá thể này đi. Cái đây là em tách ra cho cái bộ rễ nó không bị bại. Vì cái giá thể này họ trồng họ để trong cái vườn là sâu bọ rồi nó cũng khá là nhiều ha. Nên là thành ra mọi người lưu ý là hãy xử lý sạch sẽ tránh lây nhiễm bệnh qua vườn của mình. Rồi lô số 5 này, giá là 620 này. Đó, mọi người nhìn thân lá là biết nó chuẩn cái vùng Lâm Đồng rồi. Còn em thì em không có dám xác nhận nó là thất bay hay là ma bó hay là cái vùng nào cả vì mình không có phải là mình biết chính xác đó thì nói rõ ràng để cho mọi người cùng cùng hiểu đó. Lô số 5 của em là 620.000. Đây là một cây kiến cái thân già năm ngoái hoàn toàn là chưa sổ luôn. Em nói thật là cái hàng này thì ai nhanh tay thì nói chung là sẽ có thôi ạ. Và các anh chị nhiều nhiều anh chị em bán nhiều cái phiên hàng tua đi rất là nhanh đặt nhưng mà gọi điện qua thì lại chốt mất. Thì em nói thật là không phải là em rút hàng lại đâu,
vì nhiều anh chị đặt là em nghĩ là nghĩ em rút hàng thì em cũng cho cái số điện thoại người đặt đầu tiên luôn. Rồi lo để anh chị có thể gọi xác nhận, chứ mà em bán thì không bao giờ là rút ra rút hàng này nhé mọi người. Lô số 6 này là 670.000. Cái này thì nó dài tầm được là 20 sen. Rồi cái thân tơ năm ngoái đấy mọi người, cái thân già năm ngoái thì gần hình như là nó chưa sổ bông, trên đây nó có vài cái sẹo nhưng mà hình như là cái mắt ngủ nó vẫn còn. Đấy, em có kiểm tra rồi ha, thì không thể xác định được là cái đây là nó sổ hay chưa. Đây em kiểm tra em thấy nó vẫn còn có mắt ngủ, nó chỉ hơi sẹo sẹo ở dưới đây thôi, là do một cái gì đó chẳng hạn chứ nó chưa có sổ. Mình cũng không thể biết chính xác được là nó sổ hay không, nó bị nứt cái thân này xong nó chóc chóc này đó. Còn những cái thân già của cái cây đây thì nó không còn mọi người. Đây là cái gốc của nó đây, có thể là nó đã bị rơi rụng rồi, vì cái đây họ trồng nó vùi gốc xuống rất là sâu mọi người, gần như là cái lớp rêu với lại lớp giá thể là nó bọc lên trên cái những cái cây này hết đó, nên là nó rất hay bị hoai mục đối với những cái thân già. Lô số 7 là 670k đó, hàng rất đẹp. Và bây giờ em qua cái cục này thì hiện tại nó đã lên cái mầm gốc rồi, thì em chia ra thành ở đây có nó có hai cái kỳ, gọi là kỳ thì nó cũng là kỳ mà kiến cũng là kiến, vì nó đã 53 rồi. Đây thì cái cây số 7 là cái cây này mọi người, cây số 7 là cái gốc đây nha, cái gốc nhỏ đây nha. Đây này có hai cái thân già ngón tay em chỉ này, 1 này 2 này là kỳ số 7 ha. Cái mầm gốc hiện đang lên này thì giá là 200. Đây cái đây là họ trồng nó cũng rất là nhiều năm rồi đây, và cũng 2 năm rồi đấy, thì nó là cái kỳ năm thứ 3 đây. Rồi cái lô số 8 này thì là cái kỳ này, mọi người nhìn cái bảng lá nó tròn lắm này. Lô số 8 thì giá là 320 đó, và chắc chắn cái bảng lá tròn này thì chắc chắn là sẽ mọi người sẽ hỏi rất là nhiều đây. Lá rất là tròn đẹp như thế này, cái thân già nó thì bọc rất là trắng nha, mầm gốc thì hiện tại đang lên. Đó là lô số 7 và số 8. 7 là 200, 8 là 320. Rồi nó là những cái cây năm thứ 3. Nói chung là em hàng đẹp hàng thì em cũng chia sẻ là mọi người hết. Ở đây em chỉ nói chung em giữ lại vài cái con kiến ở trong đây thôi, để em trồng em sổ. Vì thời gian nói chung mấy con này là nó về hồi thác bay này, kiến núi chúa chưa trồng được này, còn mấy con này mấy con ma bỏ, nhưng mà chưa có thời gian trồng hả. Hồi nãy thì em có tách ra cho mọi người, thì em nói rồi cái giá thẻ này thì nó cực kỳ là nhiều các côn trùng thì không đảm bảo, nên là mọi người về tách thì nên là cẩn thận xử lý giá thẻ thật là kỹ trước khi đem ghép vào vườn ha. Ở đây thì em có dùng bencona này, em sát trùng dao kéo em tách luôn. Chứ mọi người mà đem những cái chậu này nguyên về thì nó sẽ lây, nhất là côn trùng ha, nó sẽ đẻ trứng, nó sẽ bay và đẻ trứng qua những cái chậu khác đó, là nó cứ sinh sôi nảy nở từ chậu này qua chậu kia, sau này rất là khó diệt, nên là mọi người lưu ý xử lý cái giá thẻ giúp. Rồi lô số 9 thì giá là 1.300.000, ở đây gồm hai con kiến như thế này, hoàn toàn là chưa sổ luôn. Đây mọi người nhìn cái bảng lá của nó là thấy rất là đẹp rồi. Đó, ôm nguyên chậu thì giá sẽ là 1.300.000 đồng. Nếu mà muốn giữ nguyên chậu thì em sẽ là gửi luôn cả chậu, không thì em sẽ tách ra, vì hiện tại là nó đã thắt ngọn rồi. Cái mầm gốc này thì hiện tại cái rễ nó bám cũng không có nhiều đâu, nên là gửi đây cũng không sợ bại cây gì nhiều. Còn đây là cái giá thể mà người dân họ trồng này mọi người, họ chặt những cái miếng gỗ từ cái thân cây ra, xong họ nhét dưới cái chậu này thôi, vỏ thông thì gần như là rất ít. Rồi lô số 10 này giá là 2.000.000. Thì em quay cái bảng lá mọi người cùng xem đây. Một số lá nó đã
bị rớt rồi, bị rơi rồi, xuống lá rồi. Tại cái thằng này rất là nụ và mập. Đương nhiên thì cái chậu này lớn thì những cái thằng già nó đã từng sổ bông rồi ha. Nhưng mà thằng già nó rất là nhiều. Chậu này thì ôm chậu thì giá sẽ rẻ. Còn ví dụ em tách ra thì bán nó sẽ được giá hơn. Đó, hai thằng này thì nó cũng dài cho chúng ta là tầm 35 cm rồi này. Bản lá nó rất là đẹp. Mầm gốc hiện đang lên này, rất là tím này. Trên đây còn rất là nhiều cây đây nữa mọi người. Thằng già thì rất là trắng. Đó, ai khoái chậu này về sổ năm nay luôn thì chốt cái chậu này giá là 2 triệu đồng. Đó là tổng thể lô hàng ngày hôm nay của em nhé mọi người. Thì bây giờ em sẽ kết thúc video nhanh để đăng clip lên cho mọi người cùng đặt hàng. Đó, ai mà lựa được lô nào nhanh thì gọi điện nhắn tin qua cho em ha. Chứ những cái cây mà đẹp như thế này mà em đảm bảo thì chắc là khách chốt sẽ rất là nhanh. Đó, những cây nó rất là đẹp. Cây số 3 này nữa này. Rồi ở đây còn có một cái cây lá tròn, cây số 8 này nữa này. Riêng cái cây lá tròn này thì thôi rồi, khách chốt rất là nhanh. Rồi bây giờ em chào mọi người nha. Chúc mọi người có cái ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình, người thân cũng như là bạn bè ạ.